hai đâu, mười mấy năm mới. 12 năm thôi. À mới 12 năm à? Trời, Ngọc Long cho phát biểu đi. 12 năm chưa lớn được lên phần nào. Ngọc Long cho lời nhắn gửi về đồng bào Việt Nam xa tổ quốc. Đồng bào Việt Nam ở nhà cứ ấy đi, cứ sống khỏe sống mạnh đi. Đồng bào Úc Châu. Đồng bào Úc Châu cũng thế thôi. Cho lời nhắn gửi với anh Trưởng Tuấn. Nhắn gửi anh Trưởng Tuấn là phải tập thể thao. Ok. Chị dâu quê anh. Chị dâu quê anh thế thôi, cũng phải tập thể thao. Chị gái Hồng Ngọc. Chị gái Hồng Ngọc chuẩn rồi, không cần tập. Không, 64 cân thì cậu cứ nói thế không được. Thiên vị không được, cậu nói lại 64, đi. 64 cân béo quá, chồng nó chê đấy. Tiếp tục, thế anh rể Dũng. Anh rể Dũng quá đoan chuẩn. Chứ được, phải phát triển như thế nào để cho người như thế nào đây? Phải phát triển để xin to à? Tiếp tục. Thế thôi. Tiếp tục. Tạm thời thế đã. Gửi sang Mỹ Quốc. Mỹ Quốc cháu hãy yêu quý nhớ cậu là được rồi. Và vùng Nia Bùn cho chị gái Hồng Minh. Ở đây không có gì nhắn gửi, chán rồi. Nhắn gửi cha già kính yêu. Cha già đi suốt mà cả chặng đường nhắn luôn. Suốt ngày nhắn rồi. Tiếp tục gửi cho Ô Trúc. Ô Trúc chả biết Ô Trúc bây giờ như nào, chả biết nhắn thế nào. Cuối cùng nhắn gửi cho anh rể Lan. Anh rể Lan hy vọng là vẫn còn sức khỏe để làm du lịch. Tiếp tục sang gì? Tờ Resident. Thăm lại người yêu cũ. Yeah. Ok. Ok. Bye cậu. Bye.